Chào tất cả các bạn đến với kênh Trị liệu tâm trí và cân bằng năng lượng. Quốc Anh cầu chúc mọi phước lành đến với tất cả chúng ta. Trong chủ đề của video lần này, Quốc Anh chia sẻ về chủ đề một dấu hiệu rõ ràng ai cũng phải trải qua khi thức tỉnh tâm linh. Đó chính là sự cô độc. Nếu bạn đang trong quá trình thức tỉnh, thì một phần của con đường sẽ liên quan đến sự cô độc, đôi khi trong nhiều năm. Hầu hết mọi người đều trải qua giai đoạn cô đơn, và bạn càng ít chống lại điều này, cuộc sống của bạn càng suôn sẻ. Bạn tự nguyện tìm kiếm nó hoặc chống lại nó, nhưng ở một mình là một phần của quá trình thức tỉnh. Bản ngã không thích ở một mình hoặc cô độc. Nó thèm muốn sự phân tâm, giải trí, tiếng ồn. Và ở một mình có thể kích hoạt tất cả các loại phản ứng của bản ngã, như cảm thấy có lỗi với bản thân, tức giận, cảm thấy bị bỏ rơi. Rất có thể bạn sẽ trải qua nhiều lần mà bạn cảm thấy như mình là người duy nhất trên thế giới này cô đơn, rằng mọi người khác đều có được niềm vui và sống hạnh phúc mãi mãi, chứ không phải bạn, khiến bạn luôn đau khổ và bạn cảm thấy bị cản trở trong nỗ lực làm cho cuộc sống của mình thành công. Đó là những gì bản ngã cảm thấy. Vì vậy, có thể có một lực cản rất lớn đối với cuộc sống của bạn. Nhưng một khi bạn có nhận thức cần thiết để thấy được phước lành trong đó, thì mọi thứ đều thay đổi. Và bạn học cách sử dụng thời gian trong cô đơn một cách tích cực. Đó là khi mọi thứ thay đổi theo chiều hướng tốt hơn. Và khi bạn phát triển và tiến bộ, bạn bắt đầu tận dụng tối đa vị trí của mình. Bản ngã khao khát bầu bạn, trong khi tinh thần muốn kết nối trong cô độc. Khi bạn bắt đầu hiểu rõ hơn về bản thân, khi bạn bắt đầu kết nối sâu sắc với sự thật, bạn bắt đầu thích sống với chính mình trong thiên nhiên và trong cô đơn. Đây là một trong những điều may mắn, bởi vì một khi bạn đến nơi này trong quá trình của bạn, những thứ khác sẽ mở ra và theo sau. Khi bạn có sự phản kháng hoặc mong muốn không rơi vào cảnh cô đơn, bạn sẽ cảm thấy như thể cuộc sống đang chống lại bạn. Mặc dù vậy, một khi phước lành được nhìn thấy, đó là lúc bạn có thể bắt đầu sử dụng nó để làm lợi cho mình và bản thân. Đó đã là một phước lành. Rất ít người có đủ can đảm, sức chịu đựng và sự cống hiến để tiếp tục đi theo con đường khi lời kêu gọi của sự cô độc bắt đầu. Thật dễ dàng để theo một tôn giáo hoặc một con đường tâm linh mà nhiều người theo, vì có cảm giác an toàn của nhóm và nơi bạn cảm thấy mình thuộc về, để bạn sẽ không cô đơn. Nhưng sự thức tỉnh tâm linh là sự thức tỉnh từ sâu thẳm tâm hồn bạn. Đối với một người không nhận thức được quá trình diễn ra như thế nào, họ chỉ đơn giản là không thể chịu đựng được khoảng thời gian cô đơn, gần như là bắt buộc. Sự tách biệt khỏi cuộc sống xã hội thông thường của một người và sự kết nối với những người khác, khi bạn trải qua quá trình thức tỉnh tâm linh và sự biến đổi cần phải xảy ra, thật quá sức chịu đựng đối với bản ngã. Rất ít người đi hết con đường, nhưng đối với những người đã trải qua tất cả, họ là những người cuối cùng trở nên tự do. Trong khoảng thời gian cô độc, bạn sẽ nhận ra và khám phá ra nhiều điều. Bạn sẽ phải sẵn sàng từ bỏ mọi ảo tưởng và chấp trước, nên đôi khi có những thời điểm hỗn loạn nghiêm trọng, cảm giác như là địa ngục trần gian. Nếu bạn tự nguyện, tất nhiên con đường trở nên dễ dàng hơn. Trong quá trình này, bạn sẽ học được rất nhiều điều về con người của bạn, và bạn sẽ học về sự tin tưởng, về tình yêu ở dạng chân thật nhất. Sự cam kết mà bạn có đối với con đường mang lại cho bạn sự tự do, vì bạn không còn bị phân tâm bởi những điều không liên quan đến quá trình phát triển hiện tại của mình. Chẳng hạn như
bạn trai, bạn gái và những người bạn khác. Đôi khi một người bước vào cuộc đời bạn, đó có thể là một cuộc gặp gỡ ngắn ngủi và bạn học hỏi hoặc nhận được điều gì đó từ họ. Nhưng bạn có thể quên đi tính lâu dài trong giai đoạn này của quá trình của mình. Sẽ có một dòng người ra vào trong thời gian này. Họ xuất hiện để rời đi một cách khá nhanh chóng và thỉnh thoảng quay lại lần nữa. Bạn có thể bị thu hút bởi một người cố vấn tâm linh hoặc một cuốn sách cụ thể, một tình huống, tất cả ở đó để giúp bạn tiến bộ. Nhưng bạn sẽ thấy rằng không ai trong số họ sẽ ở lại hoặc trở thành vĩnh viễn trong cuộc sống của bạn. Hiện tại, bạn đang ở một mình và đó là cách mọi việc diễn ra. Cam kết và tận tâm với sự thật là điều sẽ thúc đẩy bạn tiến lên phía trước. Không phải bản ngã muốn gì, mà là chân lý muốn gì ở bạn và điều gì muốn đến với bạn. Sự cống hiến bạn có cho con đường này là thứ mang lại cho bạn sự tự do, bởi vì nó giúp bạn tập trung và chú ý vào bên trong, hướng nó đến những gì thiết yếu nhất trong bạn. Đó chính là chân lý. Vì vậy, trong sự cô độc của bạn, hãy ở lại thời điểm này, đánh giá cao những gì bạn có, không phản kháng và chấp nhận trách nhiệm làm phần việc của mình, làm bất cứ điều gì được hiển thị cho bạn và bước vào điều chưa biết từ khoảnh khắc này sang khoảnh khắc tiếp theo, hòa vào dòng chảy với cuộc sống và làm công việc bên trong. Đây là những gì thời gian cô đơn kêu gọi. Đi bộ đường dài, đọc, nghe bài giảng và các âm thanh khác, làm bất cứ công việc nội tâm nào mà bạn được hướng dẫn. Sử dụng thời gian của bạn một cách khôn ngoan, nhận biết sâu sắc về bản thân. Hãy im lặng, lắng nghe, cảm nhận sâu sắc và trung thực. Hãy hướng sự chú ý của bạn vào những điều quan trọng nhất. Cho phép sự thật làm sáng tỏ và lột trần bạn đến khi bạn trở nên hoàn toàn trần trụi. Trước khi điều này xảy ra, bạn có thể sẽ thử mọi thứ. Bạn sẽ làm mọi thứ cho đến khi không còn việc gì phải làm. Khi mọi kỹ thuật, sự giảng dạy và công cụ đã được sử dụng và thực hiện, và bạn hoàn toàn trống rỗng và kiệt sức, đó là lúc sự chuyển đổi và biến đổi tâm linh thực sự có thể xảy ra. Đó có thể là một con đường dài trước khi ai đó đến được đó, và một số người đã chiến thắng để đi được xa đến vậy, bởi vì cuộc hành trình đầy thử thách, thất bại và tắc nghẽn mà không có gì bạn làm hoặc cố gắng đều có hiệu quả. Nếu bạn thấy mình tách biệt và cô lập trong cuộc sống, hãy tận dụng nó và nhận ra rằng đó là một điều may mắn. Đó là một điều may mắn bởi vì mối liên hệ quan trọng nhất mà bạn phải tạo bây giờ là kết nối bạn với chính mình, với cuộc sống. Đó là một giai đoạn chuyển tiếp, mặc dù nó có thể kéo dài trong nhiều năm và cũng không nhất thiết phải như vậy, nhưng là một giai đoạn quan trọng vì bạn đang chuyển đổi từ cái tôi giả tạo thành chân lý của bản chất bạn. Sự thật là, nếu bạn gặp ai đó bây giờ, họ sẽ yêu cái tôi của bạn và bạn trong họ. Thậm chí, rất khó để có bạn bè trong giai đoạn chuyển tiếp này vì sự chuyển đổi cơ bản mà bạn đang trải qua. Giai đoạn này của quá trình thức tỉnh của bạn là một giai đoạn quan trọng và là thời điểm mà bạn thực sự nhận ra bạn là ai, bạn không phải là ai và tìm ra đâu là đúng, đâu là thật, đâu là giả. Đôi khi cần thiết để ở một mình và tránh xa mọi người và các hoạt động cho đến khi bạn kết nối với phần bên trong của chính mình, nơi chân lý của con người bạn bắt nguồn từ đó. Trong sự cô độc, bạn được kêu gọi đối mặt với ma quỷ, nỗi sợ hãi, nỗi đau và sự đau khổ của bạn, và cũng để nhận ra rằng không có điều gì trong số đó nói về con người thật của bạn. Bạn không phải là người có những con quỷ bên trong, sợ hãi và đau đớn, đau khổ,
Nhưng đó là một khám phá bạn phải thực hiện cho chính mình khi bạn ở một mình với chính mình. Sẽ đến lúc bạn có thời gian tham gia vào thế giới một lần nữa. Cho đến khi thời điểm đó đến, sự tập trung duy nhất của bạn nên dành cho bạn và những gì cuộc sống yêu cầu bạn làm, và chú ý đến những chỉ dẫn bạn nhận được. Khoảng thời gian bị cô lập, sống ẩn dật và một mình là một điều may mắn. Khi bạn trưởng thành hơn về mặt tinh thần, bạn sẽ thấy rằng cô đơn là một trong những trải nghiệm bổ ích nhất trong cuộc đời bạn, và sau đó bạn sẽ có thể nhìn lại với lòng biết ơn. Hoặc tất nhiên, bạn có thể than phiền về cảm giác cô đơn, không hài lòng, bế tắc và trì trệ, và bạn tìm kiếm sự đồng hành của người khác, bởi vì không phải bạn tìm kiếm nó, mà là bản ngã của bạn. Cách bạn cảm thấy điều này là việc tương tác với người khác ngày càng cảm thấy không tự nhiên. Như thể bạn phải ép mình tham gia vào các sự kiện xã hội và ở bên người khác. Cuối cùng, cuộc sống đã đưa bạn đến nơi nó muốn bạn, trong sự cô độc của bạn. Vì vậy, bạn đầu hàng nó ngay lập tức, hoặc bạn trải qua một thời gian kháng cự và cuối cùng nhận ra rằng dù sao thì bạn cũng sẽ đến đó, nên bạn làm điều đó một cách tự nguyện. Bạn sẽ sớm sẵn sàng hòa nhập cái mới mà bạn trở lại với thế giới và xã hội. Nhưng cho đến khi điều đó xảy ra, bạn cần làm việc với bản thân, tìm hiểu bản thân và tập trung vào những điều mà cuộc sống đặt ra trước mắt bạn. Sự trống rỗng hiện sinh không thể được giải quyết hoặc lấp đầy bởi bất cứ thứ gì ngoài kia. Mong muốn có một người bạn đời có thể trỗi dậy và tự thể hiện như một giải pháp cho sự cô độc và trống vắng của bạn. Đau đớn vì không đạt được điều này điều kia, và nơi bạn đầy thất vọng và oán giận. Và đây là tất cả về bản ngã đang cố gắng sửa mình trở lại cuộc sống trước đây, nơi nó ít nhất đã có một cái gì đó. Đơn giản là bạn có thể quay trở lại vì bạn quá đau khổ. Nhiều người cố gắng tránh sự cô đơn bằng cách ăn nhiều thực phẩm, hút thuốc, xem nhiều TV, lên Facebook hàng giờ hàng ngày, và thậm chí có những thói quen không lành mạnh. Tất cả chỉ nhằm cố gắng lấp đầy khoảng trống cô đơn và trống trải. Trong sự cô độc của bạn, bạn đang được hoàn tác để sự thật có thể xuất hiện trong bạn. Bạn phải cảm thấy đơn độc trong giai đoạn này của cuộc hành trình. Đầu tiên, sự thật luôn luôn ủng hộ bạn và theo mọi cách. Hãy luôn ghi nhớ điều này. Khi bạn thực sự cảm nhận được điều này trong trái tim mình, tất cả sự thất vọng và buồn phiền bạn từng cảm thấy sẽ chuyển thành cảm giác được bảo vệ và tin tưởng. Và tất cả những điều kỳ diệu bạn trải qua, và tất cả những điều hiển nhiên, những hiểu biết và trải nghiệm thần bí bạn có trên đường đi, sẽ giúp bạn ngày càng hiểu rõ hơn về hành trình của mình. Khi khoảng cách với người khác ngày càng tăng, thì sự kết nối với chính bạn hay sự thật cũng vậy. Giai đoạn cô đơn thực sự là một cơ hội để đến với sự tĩnh lặng, sẵn sàng khám phá sự đơn độc, cho nó khoảng trống để di chuyển trong bạn, hít thở nó, và chỉ đơn giản là ở bên nó và xem điều gì sẽ xảy ra khi bạn làm vậy. Sự thật sẽ chống lưng cho bạn luôn luôn và bằng mọi cách. Hãy để sự thật lấp đầy bạn. Hãy tin tưởng rằng một lúc nào đó bạn sẽ sẵn sàng cho thế giới trở lại, và những mối quan hệ và bạn bè mới sẽ xuất hiện trong cuộc sống của bạn. Tuy nhiên, chúng sẽ khác với những thứ bạn nghĩ rằng bạn muốn tại thời điểm này. Quá trình thức tỉnh tâm linh không phải là một đường thẳng, có nhiều chu kỳ, nhiều giai đoạn trên đường đi. Và điều quan trọng là bạn phải có mặt đầy đủ ngay bây giờ. Hãy tận dụng tối đa sự cô độc của bạn và tiếp tục di chuyển. Bạn không chỉ làm sáng tỏ nội tâm mà còn có thể thấy mình đang đi trên một con đường khác mà bạn chưa bao giờ có thể tưởng tượng ra cho chính mình. Bạn có thể sẽ đi du lịch khắp thế giới, mặc dù bạn nghĩ rằng không thể làm như vậy về mặt tài chính, bởi vì cuộc sống hay vũ trụ có những kế hoạch khác cho bạn và sẽ đưa bạn đến chính xác nơi bạn cần đến và đi.
tham vọng sẽ thay đổi, bạn bè sẽ mất đi, thậm chí những người bạn yêu thích cũng có thể tan biến. Bạn có thể chuyển đến một thành phố hoặc quốc gia khác. Bạn nhận ra tài năng, năng khiếu, những khả năng mà bạn chưa từng thấy trước đây ở mình. Hoặc là thay đổi công việc, nghề nghiệp. Rất nhiều điều có thể và sẽ xảy ra. Ở một mình, dạy bạn không chỉ hiểu và yêu bản thân, mà còn yêu chính cuộc sống. Và ngay cả khi bây giờ bạn cảm thấy rằng điều khó khăn nhất khi ở một mình, bạn cũng sẽ biết rằng điều đó bổ ích. Vì vậy, trong thời gian này, hãy đầu tư vào bản thân, chữa lành, buông bỏ và trưởng thành. Và bạn sẽ sớm thấy rằng con đường từng cảm thấy tăm tối và sỏi đá đã biến thành con đường ánh sáng, nơi giao tiếp của bạn với vũ trụ, với cuộc sống ngày càng trở nên rõ ràng hơn. Và khi đó, bạn không bao giờ có thể cảm thấy cô đơn nữa. Thông qua chủ đề của video lần này, Quốc Anh hy vọng rằng đã mang đến cho tất cả các bạn nguồn năng lượng tích cực và những thông tin hữu ích. Các bạn có thể chia sẻ trải nghiệm và kinh nghiệm của các bạn bên dưới video. Đó là cách mà tất cả chúng ta cùng nhau cộng hưởng để làm cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn. Ngoài ra, các bạn có thể kết nối trực tiếp với Quốc Anh qua fanpage và qua Zalo mà Quốc Anh đã đính kèm bên dưới mỗi video. Quốc Anh trân trọng những cảm xúc đến từ tất cả các bạn. Quốc Anh chúc tất cả các bạn thật nhiều sức khỏe và may mắn. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.